chú nai con ham chơi sơ suất bị mắc kẹt giữa các bức hàng rào chắc chắn. May mắn thay nó được một người đàn ông giúp đỡ. Tưởng câu chuyện ở đó là hết, nhưng vào buổi sáng hôm sau, vợ của người đàn ông bất ngờ nghe thấy tiếng nai kêu ngoài sân. Cô tiến tới thì ra đó là nai mẹ dẫn theo cả đứa con nhỏ của nó. Mặc dù chúng không nói được nhưng nhìn biểu cảm của mẹ con nhà nai, rõ ràng chúng đang muốn nói lời cảm ơn. Trước khi nai mẹ và nai con rời đi, cô vợ tốt bụng còn chiêu đãi chúng một ít thức ăn.